Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mỹ công bố cáo buộc Iran âm mưu ám sát ông Trump. Ngày 8 tháng 11, Bộ Tư pháp Mỹ công bố các cáo buộc liên bang về âm mưu bất thành của Iran nhằm ám sát ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trước cuộc bầu cử tổng thống, theo đài CNN. Theo các tài liệu của Tòa án Mỹ, các quan chức Iran đã yêu cầu ông Farhad Shakiri, 51 tuổi, một công dân Afghanistan cư trú tại thủ đô Tehran, Iran, tập trung giám sát và tiến tới là ám sát ông Trump. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng ông Shakiri vẫn đang lẩn trốn ở Iran. Các công tố viên cáo buộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC ban đầu giao cho ông Shakiri nhiệm vụ ám sát các công dân Mỹ và Israel tại Mỹ. Nhưng vào ngày 7 tháng 10, các quan chức IRGC yêu cầu ông Shakiri chỉ tập trung xử lý ông Trump trong vòng 7 ngày. Theo lời kể của ông Shakiri, trong cuộc gọi với các nhà điều tra Mỹ, nếu ông không thể đưa ra kế hoạch trong khung thời gian đó, IRGC sẽ đợi đến sau cuộc bầu cử tổng thống mới ám sát ông Trump vì tin ông Trump sẽ thua. Trong một loạt năm cuộc gọi với Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, ông Shakiri nói rằng ông đã gặp một thành viên cấp cao của IRGC khi làm việc trong lĩnh vực dầu khí và nhiên liệu ở Iran. Khi viên chức IRGC biết rằng ông Shakiri từng sống ở New York, viên chức này đã nhờ ông Shakiri giúp điều tra một số cá nhân ở Mỹ. Ông Shakiri nói rằng ông đã gặp viên chức trên hơn 10 lần. Theo các tài liệu của tòa án, ông Shakiri đã dựa vào mạng lưới đồng phạm mà ông gặp trong thời gian ở tù tại New York để cung cấp cho Iran các điệp viên ở Mỹ. Chính phủ Mỹ đã nhiều lần nêu lên mối lo ngại rằng Iran có thể ám sát ông Trump. Để trả đũa cho việc ông Trump năm 2020 đã ra lệnh không kích giết chết tướng Qasem Soleimani, một tướng hàng đầu của IRGC. Hai cá nhân khác cũng bị cáo buộc liên quan âm mưu ám sát là ông Carlis Lee Rivera và Jonathan Lockhart, đều là công dân Mỹ đã bị bắt tại New York và bị cáo buộc giúp chính phủ Iran giám sát một số công dân Mỹ gốc Iran. Hai nghi phạm đã ra hầu tòa hôm 7 tháng 11 và đang bị giam để chờ xét xử. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết thêm, ngày qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Merrick Garland và Giám đốc FBI Christopher Wray ra tuyên bố chung lên án những mối đe dọa liên tục từ chính phủ Iran đối với các cá nhân tại Mỹ. Có rất ít chủ thể trên thế giới gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của Mỹ như Iran. Bộ Tư pháp đã truy tố một đặc vụ chính quyền Iran. Người được giao nhiệm vụ điều phối một mạng lưới đồng phạm để thúc đẩy các âm mưu ám sát nhắm vào một số mục tiêu, trong đó có Tổng thống đắc cử Donald Trump, theo tuyên bố. Ngoài âm mưu ám sát ông Trump, nhà báo và nhà hoạt động chính trị người Mỹ gốc Iran Masih Ahmadinejad hôm thứ Sáu nói rằng bà cũng là một trong các mục tiêu của Iran. Các nghi phạm được cho là đã theo dõi bà Ahmadinejad tại một sự kiện diễn thuyết vào đầu năm nay, cũng như tại nhà riêng của bà ở New York. Iran chưa bình luận các cáo buộc trên. FBI điều tra vụ hàng loạt người da màu bị nhắn tin miệt thị sau bầu cử Mỹ. Ngày 7 tháng 11, nhiều kênh truyền thông quốc tế đưa tin về các trường hợp người da màu tại Mỹ bị khủng bố bằng các tin nhắn phân biệt chủng tộc ngay sau khi cuộc bầu cử năm 2024 ngã ngũ, khiến Cục Điều tra Liên bang FBI phải vào cuộc điều tra. Trong một thông báo ngày 7 tháng 11, FBI cho biết cơ quan này đã nắm được thông tin về các tin nhắn xúc phạm và phân biệt chủng tộc được gửi tới các cá nhân trên khắp đất nước và đang liên lạc với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên bang khác về vấn đề này. Như thường lệ, chúng tôi khuyến khích người dân báo cáo các mối đe dọa bạo lực thể xác cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương, FBI viết tiếp. Theo tổng hợp của tạp chí Newsweek, nhiều người da màu tại các bang Alabama, California, Pennsylvania, New York, Ohio, Tennessee, Maryland, New Jersey và South Carolina đã báo cáo về việc họ nhận được các tin nhắn xúc phạm và phân biệt chủng tộc. Trong số những người nhận được tin nhắn miệt thị, có cả phụ nữ và học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và sinh viên đại học. Một nội dung phổ biến là thông báo nặc danh rằng người nhận được tin nhắn đã được nhận vào làm việc ở các đồn điền trồng bông và sẽ bị đối xử như nô lệ, giống như quá khứ đau buồn mà người da màu tại Mỹ đã chịu đựng cho tới giữa thế kỷ 19. FBI vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin nào về người chịu trách nhiệm gửi các tin nhắn này, cũng như không rõ chúng xuất phát từ đâu. Những tin nhắn này đã gây ra tâm trạng sợ hãi và lo lắng trong các cộng đồng người da màu và cộng đồng thiểu số. Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị trục xuất 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp. Việc trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp đã trở thành một trong những nội dung trọng tâm trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của Donald Trump, người vừa tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Theo các nguồn tin từ đài CNN,
Các đồng minh của ông Trump cùng một số đơn vị tư nhân đang tích cực chuẩn bị cho kế hoạch nhằm thực hiện các cuộc bắt giữ và trục xuất quy mô lớn đối với những người nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ. Kế hoạch này, nếu triển khai, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của ít nhất 11 triệu người, thậm chí lên đến 14 triệu người, theo ước tính của Hội đồng Di trú Mỹ. Nhập cư trái phép không còn là một vấn đề mới mẻ trong chiến dịch của ông Trump. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào việc xây dựng bức tường biên giới như năm 2016, ông lần này hướng trọng tâm vào việc thực thi luật nhập cư nội địa. Cố vấn cấp cao Jason Mueller đã nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu của ông Trump trong nhiệm kỳ mới sẽ là an ninh biên giới và khôi phục các chính sách biên giới cứng rắn từ nhiệm kỳ đầu của ông, đặc biệt là việc loại bỏ chính sách hiện hành của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Ông Trump dự định sẽ tiến hành các thay đổi này ngay sau khi chính thức nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Trong một phỏng vấn trên đài NBC vào ngày 7 tháng 11, khi được hỏi về chi phí dự kiến để thực hiện kế hoạch trục xuất này, ông Trump thẳng thắn trả lời, đây không phải là câu chuyện về chi phí, thật sự là chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Ông nhấn mạnh rằng những tội phạm, những tên chủ ma túy sẽ bị đuổi về quốc gia gốc của họ. Chi phí không phải là vấn đề, ông Trump tuyên bố, cho thấy sự quyết tâm mạnh mẽ trong việc thực hiện kế hoạch này. Theo số liệu thống kê của Hội đồng Di trú Mỹ, Mexico hiện là quốc gia có số lượng người nhập cư không giấy tờ cao nhất tại Mỹ với khoảng 4,7 triệu người. Ước tính, chi phí để trục xuất toàn bộ những người nhập cư bất hợp pháp từ Mexico có thể lên tới 7,3 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo đó là những người nhập cư đến từ các nước Trung và Nam Mỹ, Canada và Nigeria. Trong kế hoạch trục xuất này, hơn 75 quốc gia có thể phải tiếp nhận lại công dân của mình từ Mỹ. Ba bang có số lượng người nhập cư bất hợp pháp đông đảo nhất lần lượt là California với 2,1 triệu người, Texas với ít nhất 1,8 triệu người và Florida với hơn 1 triệu người. Việc trục xuất hàng loạt có thể tác động mạnh đến các cộng đồng này, gây ra những thay đổi xã hội và kinh tế lớn tại các bang trên. Phó tướng của ông Trump, J.D. Vance, từng tuyên bố trước bầu cử rằng những ai đến nước Mỹ trái phép hãy nhanh chóng dọn gói đi về, khẳng định chính quyền của ông Trump sẽ hành động ngay lập tức nếu tái đắc cử. Chính quyền mới của ông Trump cam kết sẽ mang lại một nước Mỹ với biên giới vững chắc, không dung túng người nhập cư trái phép. Kế hoạch trục xuất của ông Trump đã dấy lên nhiều ý kiến trái chiều từ các lãnh đạo cộng đồng người Latin, những người cảnh báo rằng việc trục xuất quy mô lớn có thể dẫn đến sự chia cắt gia đình và gây ra khủng hoảng nhân đạo. Theo ước tính, cứ 3 người Latin sống tại Mỹ thì có một người có nguy cơ bị ảnh hưởng. Các nhà hoạt động vì quyền nhập cư đã chỉ trích kế hoạch này là vô nhân đạo, cho rằng nó sẽ đẩy hàng triệu người vào tình thế bất ổn. Ngược lại, một số quan chức Bộ An ninh Nội địa DHS đã ủng hộ quan điểm cứng rắn của ông Trump, cho rằng các chính sách mạnh tay này sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc giải quyết vấn đề nhập cư. Nhiều quan chức DHS tin rằng sự trở lại của những chính sách từ thời ông Trump có thể giúp Mỹ giải quyết các cuộc khủng hoảng nhập cư vốn đã trở thành gánh nặng trong nhiệm kỳ của ông Biden. Trong khi đó, những quan chức khác tại DHS lại bày tỏ lo ngại về sự thay đổi chính sách liên tục, đặc biệt là những chương trình tạm trú cho phép người dân từ một số quốc gia tạm thời sinh sống và làm việc tại Mỹ dưới chính quyền ông Biden. Họ cho rằng sự bất ổn về chính sách có thể gây ra nhiều hệ lụy khó lường, không chỉ đối với người nhập cư mà còn đối với nền kinh tế và an ninh xã hội của Mỹ. Nhiệm kỳ của ông Biden đã gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát dòng người di cư, dẫn đến sự chỉ trích từ cả hai đảng. Tuy nhiên, việc ông Trump quay trở lại với các chính sách nhập cư cứng rắn hứa hẹn sẽ đặt ra nhiều thách thức mới cho người nhập cư tại Mỹ, đặc biệt là những người đã sinh sống và làm việc tại đây trong nhiều năm. Kế hoạch trục xuất hàng loạt của ông Trump đang dần được hiện thực hóa, nhưng những tác động xã hội và nhân đạo của nó sẽ cần thời gian để đánh giá. Trong bối cảnh tranh cãi giữa các bên về chính sách nhập cư, điều chắc chắn là cuộc chiến pháp lý và xã hội về vấn đề này sẽ tiếp tục kéo dài trong tương lai. Việc ông Trump thực hiện kế hoạch này không chỉ là vấn đề về an ninh quốc gia, mà còn liên quan đến các giá trị nhân đạo, sự đa dạng và tính bao dung mà nước Mỹ luôn tự hào. Thời gian sẽ trả lời kế hoạch này liệu có giúp nước Mỹ mạnh mẽ hơn hay sẽ dẫn đến những hệ lụy tiêu cực không thể lường trước. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!